Đâu rồi, đi thuốc chú đâu rồi? Hả, đi thuốc chú mới đi đón thiệt rồi. Kéo qua khói luôn kìa. Buồn ngủ quá vậy chú, buồn ngủ rồi. Góc tội nghiệp thiệt. Nhìn theo hoài quen, nhìn theo hoài xuống gặm quen. Nhìn tội nghiệp quá. Không nữa. Kéo đi coi cái nữa coi, kéo xuống coi, kéo xuống kéo coi. Xì bài. Kéo. Chúc mình đi lên nha. Tới luôn. Đúng rồi, lắm rồi lội về nha. Lội về giả nha. Đưa nhận liền, thấy tội nghiệp quá.
phải tìm chỗ cho ngủ sao giờ. Bốc gì chảnh nè, chứ là mình bắt ghe chảy tôi tấm ba chỗ gì chảnh được đó. Cái này là lụm wheel đó. Lát nữa con tìm chỗ chú ngủ cho chú ngủ, chú chịu không? Hả? À, chú chịu, chú gật đầu đây. Chú không hiểu tiếng Việt nha quý vị. Nhìn chú rất là hiền luôn. Giờ tiếp xúc thì chú bây giờ cũng định đang nằm chỗ này nè. Bây giờ mình định tìm chỗ á cho chú ngủ. Xì bay đi chú. Xì bay đi. Xì bay đi. Uống nước đi, uống nước đi. Chú này giờ này là ổng quen mình đó quý vị, ổng cười cười với mình hoài à, tại vì mình tiếp xúc với ổng chiều giờ ổng quen rồi. Bỏ trứng à, uống đi chú. Uống đi, cầm lên uống đi. Uống này nè, uống nào, uống không? À. Chú hút bỏ thuốc liền keo luôn. Chú mà về chở mình ngủ nha, chú đi chở anh ngủ mà con kiếm chỗ chú ngủ nha, về mình tắm rửa mình ngủ nha. Khmer nha quý vị.